Em chào chị Nguyên Quỳnh, em chào cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước. Hôm nay em đã kết nối với chương trình Kết nối yêu thương cuộc sống Mỹ. Em sinh 1980, hôm nay em 45 tuổi. Rồi chị chào em ha. Dạ em chào chị Nguyên Quỳnh. Chị rất vui chào đón em đến với chương trình Kết nối yêu thương hôm nay ha. Dạ. Em có thể chào cộng đồng rồi em giới thiệu về mình. Dạ em chào cộng đồng trong nước và ngoài nước. Hôm nay em Phan Thị tên là Phan Thị Hường. Hôm nay em sinh 1980 mà trong giấy khai sinh là 81. Hiện tại là em đang ở đâu? Hiện tại là em đang ở Long An chị. Long An ngã ba dòng á, gần thành phố. Em đang làm công việc gì? Dạ em đang làm công nhân may chị. Em làm công việc đó được bao lâu rồi? Dạ nay được 8 năm mà chị. Tình trạng hôn nhân gia đình em như thế nào? Dạ em ly hôn năm 2018 đây em đã ly hôn ảnh rồi cái xong rồi cái là em sống lại rồi em mới ly hôn nay là 2 năm. Lý do gì sao hai vợ chồng chia tay nhau? Dạ ảnh ngoại tình vậy. Rồi em có được mấy bé? Dạ em có 2 bé. Bé 24 tuổi có gia đình rồi chị. Bé 15 tuổi với bé 24 tuổi hả? Dạ. Và Rồi. bé 24 tuổi có gia đình có cháu ngoại rồi. Vậy đó. Rồi bé nhỏ đang sống chung với em. Dạ bé nhỏ đang sống chung với em. Em nghĩ ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm của em là em ráng cố gắng làm hả cho thành công công việc chị. Còn khuyết điểm của em? Điểm của em á là thương người. Rồi bây giờ em muốn tìm người bạn cho mình, em muốn người đó như thế nào? Dạ lớn lớn hơn em chứ nhỏ hơn em thích chị. Lớn hơn em bao nhiêu tuổi thì ok? Dạ năm nay em 45 á. Lớn hơn bao nhiêu cũng được hả? Dạ Rồi con em như thế nào? Cô bé này thì ủng hộ rồi, còn cô bé kia có ủng hộ em đi bước nữa không? cô bé kia hả nói em á từ mấy năm trước bắt đầu hả sống với ba là cô bé kêu bỏ, cô bé lớn kêu bỏ đi tại vì bé lớn cũng có gia đình nó cũng hiểu á chị. Ông xã trước của em làm công việc gì? Dạ ổng tài xế chị. Rồi em coi video của chị hay ai giới thiệu em xem? Em xem hiểu không chị á, rồi cái đoạn thời gian cái em nhắn tin chị cái em suy nghĩ giờ mới đổ vỡ giờ hả chẳng lẽ giờ bước thêm bước nữa thôi cái em thục lại cái xong rồi cái đầu hả lúc mà em bệnh á cái bé Út nó lo cho em cái em nói giờ hả thấy coi cái kênh của chị thấy cũng hay rồi cái đầu hả em nhắn tin chị tiếp. Nhắn là thuộc lại tiếp hả? Dạ Lần này là mới quyết định động lực bước đi bước nữa. động lực nào mà lần này em quyết định là không rút lại nữa. Tại vì em thấy đó, trên kênh của chị ấy, hả bắt nhịp cầu hả thấy cũng mát tay. Phải tự cho mình cơ hội phải không? Mình không cho mình cơ hội đâu, ai cho mình cơ hội phải không? Dạ với em nghĩ là em giờ em lớn tuổi rồi giờ hả cơ hội của mình còn ngắn lắm chị. Đúng rồi, càng lớn tuổi cơ hội càng ít á. Dạ Rồi rồi mẹ nói á
mẹ mẹ em nói hả, trời ơi giờ lớn tuổi ở vậy đi con ơi, cái nói con ở vậy rồi giờ hả con bệnh đau rồi hả, cái mẹ nói ha vậy thôi hạnh phúc của con chọn đi. Mẹ em ở gần em không? Mẹ em ở trên Tây Ninh đó chị, Ồ xa vậy đó hả? Em lấy chồng về đây hả? em lấy chồng về Sài Gòn rồi cái đầu hả hai chồng đi lập nghiệp này rồi cái đầu hả thôi ra rồi con bé nó lớn của em á lấy chồng cũng gần đây, em có nhỏ em ở bên Singapore á cũng làm mai cho em mà cái đầu cái hả bé lớn đấy, thôi ngoại ngoại đừng đi, ngoại ở đây làm đi ngoại ơi, à, ngoại không thương con thì ngoại thương bé sữa đi. Cái em suy nghĩ lại cái giờ em nghĩ là hả tự mình đã hả kiếm cuộc sống cho mình chứ không ai lo được cuộc sống cho mình đâu chị. Mình phải Dạ phải ổn định thì mình mới lo được những người khác nữa. dạ Em rồi gia đình của em có được mấy anh chị em? dạ bốn chị em chị, à hai trai hai gái, hai một cái đầu cái giữa, hai thằng trai giữa. Rồi em có một cô em ở Singapore thôi hả? Dạ nói chung là dòng họ bên cậu đồ ở Singapore nhiều lắm chị, Em có bao giờ đi du lịch nhưng ở mà đó cái không? dạ chưa chị, em nó cho tiền á rồi hả em ở đây rồi cái em thấy cuộc sống của mình nó hả không được thoải mái á chị Nhung mình, rồi cái đầu hả em cứ lấy tiền để em xài hết trơn à, Là nên sao? Cuộc sống nó mình nó hả hảo em không quá. có được đi qua bển. À, là cô em cho tiền đặng đi qua bển chơi đó hả? Dạ Rồi chiều cao của em là bao nhiêu? dạ em 1m50 chị, em nặng 49 kg, chắc mai còn 48 kg này Giảm được hay vậy? Ăn Tết xong mà giảm được hay vậy? có bữa à, coi cái kinh của chị xong rồi cái đầu hả em suy nghĩ lên nữa hả ta có cơ cực cười không ta, em suy nghĩ đủ thứ hết trơn á, Nên ấm là được ký đó hả? ngủ không được chị. Em rồi chịu những lúc rảnh rỗi em thích làm việc gì để giải trí cho mình? Hồi hồi kia em còn ở trong xã em á, rảnh rỗi á, là em đi ra ngay chùa Linh Nguyên á chị, em phụ dạt thuốc ta làm từ thiện á chị, chỉ có ngày chủ nhật thôi còn mấy ngày thứ kia thì bên chùa cũng không có làm nữa, bây giờ ta làm bằng máy không mà chị. Rồi em thích một anh làm quen với em á, trầm tính ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát? Dạ cũng vừa vừa đấy chị. Vừa Dạ vừa vậy hả? Rồi ông xã trước của em làm công việc gì? ông xã trước của em là tài xế chị. Nếu mà có người yêu, em có thích người yêu của em có tính lãng mạn không? Dạ cũng chút chút. Bây giờ em đi làm là con em nó tự đi học, 15 tuổi chắc cũng tự đi học ha. Dạ à, bé biết chạy xe máy rồi chị, rồi đi đâu cái hai mẹ con rồi hả con em chở em đi, còn mà đi đường thành phố thì em chở tại em bé chưa có bằng lái xe chị. Em có sở thích cà phê với bạn bè, karaoke hoặc là shopping gì không? Dạ em cũng thích lắm nhưng mà giờ mình đang làm á hả nuôi con với lại tăng ca chị không có thời gian, chỉ ngày chủ nhật, một chủ nhật người ta cũng mời đám tiệc nhiều lắm chị Nguyên Quỳnh. Mà trước khi làm công việc này là em làm công việc gì? Hồi xưa á 23 năm về trước á thì em lấy chồng ở quận 3 là em bán xôi chị, em bán xôi bán 4 tấn xôi là 15 cái nếp, 15 cái nếp là em lời được 300 ngàn, ăn uống rồi em còn lời được 300 ngàn. Đi làm công nhân lương cao hơn hả? Không chị, công nhân ngày có 200 ngàn à chị, Nhưng nói mà chung là
ở Việt Nam mình là hả sống 200.000, chị phải thu vén lắm mới đủ, còn không là thiếu. Sao em không có làm bán sâu nữa mà em đi làm này nó dài giờ hơn tại đúng không? em tại em đi về Long An này nè chị, rồi hả em thấy đi làm công nhân á thì hả nó khỏe hơn mà lương nó không có bao nhiêu hết á, còn Nó buôn bán thì cũng chật vật. ổn định hơn cho mình phải không? Nhưng mà dài giờ Dạ hơn. Ừ. Còn em dạ đi bán hồi trước em đi bên bán thì thời gian ngắn hơn phải không? dạ còn bên bên cô em bên nội em á, ở thành phố ở Bình Thạnh á, là toàn là buôn bán không mà chị, buôn bán nghề xương xăm sáo Rồi mà hồi đó em buôn bán em ốm lắm chị, em có 43 kg là nhìn em như xe vậy á, tại vì em bắt đi làm đầu công ty ăn uống rồi chế độ rồi hả em mập lên đó chứ hồi đó em ốm nhơ mà. làm công ty cũng thoải mái, tinh thần không phải là lo nhiều phải không? Không phải lo nhiều như bé. Dạ nó ổn định hơn chị, mà năm nay nó giảm biên chế nhiều quá chị Quỳnh ơi, Vậy đó hả? giờ cũng sống thấy khó khăn. Có bị tăng ca không? Dạ có tăng ca 8 giờ chị, Em nhưng mà nếu mà có cơ hội em có muốn thay đổi công việc mình không hay là em chỉ thích làm như vậy là giờ yên yên ổn rồi không muốn thay đổi nữa? em thích buôn bán hơn chị Quỳnh. Nếu có cơ hội em muốn bán gì? Em giờ có cơ hội thì em thấy bán đại lý bia, đại lý bia nước ngọt á chị. Đại lý bia tiếng ngọt hả? Cái đó là Dạ phải có người rồi đi đi giống như đi đi giao cho mình phải không, chứ mình đâu có đi giao từng nhà được phải không? dạ Sao chị dạ sao chị thấy có nhiều người thích làm việc đó ha, nhưng mà công việc đó có cái thu nhập ổn không? buôn bán á chị, Buôn bán đại lý bia nước ngọt á. dạ em thấy ổn hơn á chị. Vậy đó hả? Dạ Chị cũng không biết nữa, hôm bữa chị cũng có phỏng vấn cô cũng thích làm công việc đó. dạ tại vì nhậu á là ta không có thiếu chị buôn bán mặt hàng gì cũng phải gói đầu, còn nhậu á là ta không có thiếu đâu, ta sòng phẳng lắm. Vậy đó hả? Dạ Trả tiền Việt rồi mấy Nam đứa mình đúng không? nhậu nhiều lắm chị Vương Quỳnh ơi, Hả? Việt Nam mình nhậu nhiều lắm. Vậy đó hả? Ủa cấm nha, cấm nhậu lái xe bị phạt nhiều nặng vậy mà cũng còn nhậu nhiều nữa hả? Chiều em đi làm 8 giờ là giờ này nè chị, là công an đó hả nó bắt hết trơn luôn, đo nồng độ còn là bắt hết à. Có hết mà còn người dám về đi nhậu hả? Giỏi vậy. Việt Nam mình ăn chơi lắm chị Vương Quỳnh ơi, Đúng rồi. ở bên nước ngoài còn có chế độ, còn Việt Nam mình ăn chơi dữ lắm. Tỷ lệ tiêu thụ bia cũng nhất nhì Dạ đúng rồi. em. Rồi nếu mà có người yêu, em có thích người yêu của em có tính lãng mạn không? Dạ em thích chị. Ông xã trước của em có lãng mạn không? Dạ có. Hai người Có với nhau có mà. hả? Có mà ảnh bạn bạn của em. Cái xong rồi cái đầu em thì đi làm vậy đó rồi em không có hai ổng quen bạn mình. Cái sau đó bữa tình cờ em đi đám giỗ em thấy xe của ổng á ngay nhà nghỉ đó chị, rồi cái đầu á hả em hỏi ổng cũng nói, rồi hai người á cũng quay phim chụp hình xét lại, rồi em có hả rửa hình đồ cái em đưa đơn ra tòa là tòa xử luôn. Mà lúc đó hai vợ chồng em có tài sản gì không? Tài sản là của bên mẹ ảnh mà cũng có chiếc xe hơi chị, mà ảnh kêu em đó là bước chân ra đi á là hả đi mình không, cái em ok luôn chị, rồi ra tòa cái tòa hỏi đó là hả con em á có cần cấp dưỡng em nó không luôn, chứ hồi lúc mà thôi ra là bé mới lớn á, bé bé lớn á thì cũng có gia đình rồi, nó xúi em thôi đi, ba con thấy vậy không được
Rồi cái đầu hả, bé nhỏ mới đầu là theo ba, cái xong rồi ba làm hả bạo lực quá, rồi cái đầu hả theo em luôn, ra tòa rồi cái đầu hả hai cha con hả cãi với nhau, cái đầu hả cái ba nói là con vu khống với ba, cái con bé nhỏ nó ba là ba ruột của con vu khống với ba, lúc đầu là con nói con theo ba mà ba lòng quá giờ con theo mày. Là tài xế xe xe du lịch đó hả? Dạ Xe ở nhà đó nhà không? em có chiếc xe 4 chỗ đó chị, không chạy taxi. Chạy taxi hả? Dạ Rồi gốc cầu con mình em lo con luôn. mình em lo con, à nói chung là em cũng nhờ con nhỏ em bên Singapore chị, nó gửi tiền về cho em, có tháng nó vui thì cho em 9 triệu mấy, có tháng nó buồn thì cho em hả 2.000 đô. 2.000 đô đô Mỹ hả? Dạ đâu xin đó chị, Đô xin là đổi là cũng được được bao 3 nhiêu? triệu. Được 3 triệu mấy hả? Ủa, Dạ 2.000 đô xin đổi được có 3 triệu mấy thôi hả? à, 1.000 đô là được 1.7 triệu được 8 gì đó chị, nói chung là nhỏ em lắm, cho tiền hoài nhiều hồi mà đòi điện video gì cho em nè, mà em không có mạng, cái hỏi em đi đâu cái em nói em bệnh, cái gửi tiền về cho em. Vậy có mấy chị em mà gặp Có hai chị em gái à chị, rồi gặp mà nói đi chung qua là em á lấy chồng cũng có phước chị, năm nào cũng về hết trơn á, còn con của mấy cậu thì ít mới về, mấy năm mới về. Singapore, nó gần mà Singapore với Việt Nam gần mà. Dạ gần mà ít có lạnh nữa hả chị. Đúng rồi. Dạ Em rồi chị nói vậy chắc là em nấu ăn rất là ngon phải không? dạ Em làm nghề buôn bán hay như vậy chắc em nấu ăn rất là ngon phải không? dạ hồi hồi kia em cũng bôn ba lắm chị, em đi giúp việc nhà cũng có mà em đi phụ nhà hàng cũng có, nói chung là giờ chồng em á em có dính ly hôn rồi nhưng mà hả cũng theo năn nỉ em nữa, năn nỉ em không chịu, cái đầu hả hất cái vô xe tải á chị Nguyên Quỳnh, là cái đầu ba em cũng sợ sợ cũng kêu em đi về chỗ ở mà em không đi. Ok em, chị rất là vui nói chuyện với em hôm nay nha. Chị hy vọng em sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình trên kênh của chị nha. Em chào Dạ khán giả dạ giùm chị ha. Hy vọng là như thế. Vạn sự tùy duyên, mọi người làm video đều có một cơ hội giống nhau hết, không có ai hơn ai hết. Mọi người làm video như thế này nè thì đều có cơ hội như nhau hết. Rồi nếu mà em ấy, nếu mà sau video này anh nào thích em, chương trình sẽ cho anh ấy số điện thoại của em để anh ấy liên lạc với em ha. Rồi sau video Dạ này nếu mà em để ý anh nào ghi số video xuống gửi qua chương trình sẽ cho em số điện thoại để em liên lạc với những người bên đây. Nhưng mà nhớ là giờ giấc ở Việt Nam và các nước khác nhau đó, em phải gửi tin nhắn trước ha. dạ Rồi em chào khán giả giùm chị ha. dạ em chào chị Nguyên Quỳnh, em năm mới em chúc chị hả mạnh khỏe hạnh phúc trẻ hoài. Thank you em, bye em, good night em nha. Dạ rồi.